Con của nó đang nằm trên hổ. Hai con rồi mang ra bón được rồi, mình dựng tấm bồ lô vào đây để cho nó, cho người vào tham quan các thứ là nó khỏi bị lộ, bị độc động. Hôm nay thì đang ấp trứng của ta. Đấy là nhân viên chăm sóc chim cu. Hôm nay thì vừa nhặt trứng qua bán vào trong Sài Gòn, bán trứng vào trong Sài Gòn. Đôi này đang ấp trứng của ta. Đôi này là một con bố là con Nhật, con mẹ là con trắng tinh, con Pháp. Đôi này là một con hồng, một con nâu. Đôi này cũng đang ấp trứng của ta. Đôi này cũng đang là cặp bố mẹ rất là hay, con bố cực thổ luôn. Đôi này cũng vậy. Và đôi này cũng vậy rồi. Đôi này cũng thế. Về cơ bản thì đôi này cũng vậy. Đôi này. Mình che cái phần bao tải này để cho nó ấp và nó nuôi con rất là kín.
Nhật, Nhật Nhật bên cạnh Nhật Nhật là đôi Kuta. Xem nào, đôi này thì mới ghép được, nó cũng khá là ok rồi, khá là ok. Đôi này nó, vì nó đẹp nó mới ghép vào được. Đôi này vậy. Đôi này thì quá quá ok luôn, không bao giờ bán đôi này luôn. Đôi này. Rất là thuần. To trưởng chim. Đẹp. Ba. Bạn làm theo mô hình này thì nó không phải ấy, không phải dọn chuồng, và nó có một cái bức tường này để nó che gió, và cái phần này như hôm nắng gắt các bạn buông xuống, và đây là lưới hàn rào để chống trộm. Đó, suốt dọc này. Đó. Đó. Chó, camera, chòi gác chim. Đó. Đại khái là các bạn thấy là nó cũng rất là công phu. Rất là nhiều. Gọi là thao chim cu gáy. Đây thì cũng đang nghịch nghịch, lai tạo ra một chút. Đó. Khá là thuần. Trang trại chim cu của mình là như vậy. Rất là nhiều. Đại khái là dưới kia có một cái chuồng chó nữa kìa. Bạn thấy là đó. Nuôi AV ở dưới. Đó. Điện thấp. Hàn rào. Đó. Xa lắm, dài cả 100 mét, hai dãy, quá nhiều luôn, quá nhiều luôn. Mình phải nuôi Nhật Pháp khá là nhiều để còn phục vụ các bạn khi mà trứng nó ra, trứng nó ra. Cho ăn đây này, nó mà có rơi xuống thì gà nó ăn. Nước uống các bạn thấy công nhân nuôi riêng là máng nước rất là sạch, chúng thò đầu ra chúng ăn, chính vì vậy nó không vẩy, không bị chua, nước không chua. Phần lớn là cái nguồn mầm bệnh là từ thức ăn. Ok rồi.
rất là nhiều, quá nhiều. Mình đi sát quá nó cũng hơi hơi sợ. Đại khái là như vậy. Luôn luôn có đội ngũ vú nuôi ốc thuê khá nhiều. Đây là những chú gà trọi, đây là chú ngỗng, đây là chú gà mái kiểu dạng lai rừng. Đấy, chim đó. Đó. Mẹ ơi bây giờ con đâu, bồ câu. Quý vị và các bạn đăng ký kênh để theo dõi cái kênh Chim Cú Gáy Hay của Thao, và mình luôn luôn sẽ chia sẻ những chủ đề mới nhất, ra video mới nhất. Thân ái chào tạm biệt. Nếu quý vị các bạn mua chim bố mẹ sinh sản, chim non, và mình thì chuyên phát triển con chim cú gáy thôi. Đó là cái nguồn gốc từ cái việc đam mê mà phát triển, gây dựng nên một cái vườn trang trại để nhân giống những cái giống hay, giọng hay, để cho anh em chơi cho nó thêm nhiều màu sắc trong cuộc sống. Đó, đây là cái hình ảnh tổng quát và trên dưới tuốt tuần tuột của mình. Như anh em thấy là mình cũng vài con gà tre, vài con gà trọi, vài con bồ câu, vài con ngỗng, vài con đà điểu, vài con chó, nhà một thứ, mỗi thứ một con. Chỉ ở nhà nuôi chim cu ấy, ai chuyển thì mình chuyển qua từ trung tâm thành phố Hà Nội chuyển đi, ai đến nhà thì mình bán. Thế mạnh của mình là chim sinh sản, một số chim khách nữa, chim mồi và chim bố mẹ sinh sản, chim đột biến gen, chim hồng, chim mơ, chim xanh, và chim một số những chim hoa mơ. Thì cảm ơn các bạn, chúc các bạn có một chú chim hay, chúc các bạn có được niềm vui trong cuộc sống.